Sau khi mẹ cha con đi đu dây cạp lên trên đỉnh núi rồi, bây giờ sau đó ra chụp hình và quay ông dòm quay về đào thao lên ta rồi. Bây giờ đi ra ngoài đi bộ ra ngoài đến núi này, đỉnh núi này, đang đi trên đỉnh núi đây. Đó, hồi này là mình đi dây cạp lên này. Hôm nay mình đi lên ngồi trên cái toa tàu này. Bây giờ toa tàu nên chạy xuống. Đây, trời đẹp mát, nó chưa còn nóng. Chưa còn nóng lắm. Đẹp chứ, lên trên này xuống. À, chúng để mình coi cái tường mà họ khắc nó chụp được đá. Quý thì con này gì sơ với tên bạn này ghế chứ. Cái phải nữa mừng rớt xuống cái là thôi xong game luôn. Trên đỉnh núi nè, đỉnh núi nhìn xuống đất liền thì kia nhìn thành phố đấy.